lập sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì covid 19. Trẻ dưới 16 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ nhận sổ tiết kiệm 20 triệu đồng, mất cha hoặc mẹ nhận sổ 10 triệu đồng từ công đoàn Việt Nam. Ngày 11 tháng 10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định lập sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên công đoàn mồ côi do covid 19. Đến ngày 24 tháng 9, 555 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, 16 em mất cả cha lẫn mẹ, theo thống kê sơ bộ của công đoàn các cấp Trẻ dưới 16 tuổi mất cha hoặc mẹ nhận sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Sổ 20 triệu đồng dành cho các em mất cả cha lẫn mẹ, tính cả người đơn thân nuôi con. Sổ được giao cho người cha, mẹ còn sống, hoặc người giám hộ hợp pháp quản lý. Tiền lãi hàng năm được rút trao cho các em vào đầu năm học mới hoặc Tết nguyên đáng. Sổ gốc sẽ trao tận tay khi các em đủ 18 tuổi. Kinh phí được trích từ tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa. Thời điểm tính hỗ trợ tính từ 27 phần 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuổi trẻ em nhận hỗ trợ tính từ lúc cha hoặc mẹ qua đời do dịch. Ủy ban kiểm tra các cấp của công đoàn sẽ giám sát quá trình này. Em bá mồ côi vẫy tay chào ông ngoại đang điều trị COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh để về Long An nương nấu nhờ người thân. Tháng 8 năm 2021. Ảnh, Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Tính đến giữa tháng 9 cả nước ghi nhận 44.554 công nhân mắc COVID-19, hàng trăm người tử vong. Hơn 2 triệu lao động phải nghỉ việc, giảng việc, mất việc do doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đi cách ly, trị bệnh. Trong đợt dịch này, tính riêng thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.400 trẻ mồ côi khi cha, mẹ qua đời vì đại dịch. 215 em trong số đó được nhà hảo tâm nhận đỡ đầu mỗi tháng 1 đến tháng 3 triệu đồng, thời gian giúp đỡ từ 1 đến 15 năm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đang đề xuất chính sách giúp đỡ theo hướng các em ở với người thân, hàng tháng nhận tiền hỗ trợ. Theo quy định hiện hành, chỉ có trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ mới được nhận trợ cấp. Trẻ dưới 4 tuổi nhận 900.000 đồng mỗi tháng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng.